Tại quán cơm Nụ Cười 2, chủ quán cho biết từ ngày giãn cách xã hội, bếp ăn vẫn đỏ lửa để phục vụ bà con. Hàng ngày cho ra từ 500 đến hơn 600 suất ăn. Khi hỏi trực tiếp, chị chủ quán bảo tiếp tục chuẩn bị 650 phần ăn, 100 phần mang đến các khu vực cách ly ở Bình Hưng Hòa, số còn lại quán sẽ bán tại chỗ cho bà con mang về. Thực đơn tại quán rất đa dạng, có ngày là thịt kho, có ngày là cá, có hôm lại làm tép rang hay tôm và mực. Mọi người tại quán ai cũng rất vui vẻ và hào hứng khi làm những phần ăn cho bà con. Ai ai cũng chung tay góp sức cho bếp ăn lúc nào cũng đỏ lửa. Mọi người khi đến nhận phần ăn tại các quán cơm Nụ Cười 1, 2, 6 đều phải thực hiện đầy đủ thông điệp 5K của chính phủ. Hơn thế nữa, khi đến quán, mọi người cũng được xịt khử khuẩn và được đứng đúng vạch ngăn cách để đảm bảo an toàn cho chính mình và cả cộng đồng. Mọi người mong rằng quán cơm sẽ mãi được đỏ lửa như thế này để giúp đỡ bà con vượt qua giai đoạn khó khăn, cùng chung tay chung sống an toàn với dịch Covid-19 nhé.